Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT, Waterbot. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video gameplay về cái chế độ hủy diệt ải thứ 5, cũng như là hướng dẫn cho anh em cách để vượt qua được ải thứ 5 này. Thì đầu tiên, điều mà mình muốn nói với tất cả anh em á là anh em chỉ cần được cái mức bạch kim ở cái ải số 5 là anh em sẽ nhận được cái ultimate bunsa rồi đấy, chứ không cần là phải bạch kim hết tất cả 5 màn đâu. Ví dụ như cái cửa số 4 này nè, là mình chỉ chơi một lần duy nhất thôi, mình vượt qua một lần duy nhất thôi để mà mình đến cái ải 5. Thì mình đã phát hiện được một điều là anh em không cần phải được bạch kim ở những mặt ải trước, anh em cần qua tất cả các ải và được bạch kim ở ải thứ 5 thì anh em đã có ngay cái phần thưởng cho mình, đó là một cây ultimate bunsa đấy. Thì để bây giờ mình sẽ cung cấp cho anh em một số thông tin về cái hủy diệt lần này. Thì hủy diệt lần này á, tất cả vũ khí thuộc cái thể loại là gây sát thương năng lượng đều sẽ được chuyển hóa tăng thêm 100% sát thương đấy. Riêng ở ải 5 á thì nó sẽ tăng thêm 100% điểm phòng thủ của robot đấy. Rồi nó còn chuyển đổi tăng 75% tất cả cái sát thương ảnh hưởng đến kẻ địch. Còn cái này là chuyển đổi tăng 75% khả năng xuyên giáp của súng đấy. Thì cái này là ảnh hưởng đến tất cả các kẻ địch, thì là của kẻ địch hay là của mình thì mình cũng không biết nữa. Nói chung là trong cái hai cái cửa đầu, đúng không, trong cửa 1 và cửa 2, thì trong cả hai cửa luôn chúng ta sẽ không có con bay sành nha đấy, chỉ có những con robot lắp súng, mấy con nhện lắp súng nhỏ nhỏ ní ní thôi, chứ nó không có con bay sành nha đấy. Cửa số 2 này thì là giảm 75% sát thương của súng động lực, là những cái bộ súng mà bắn sát thương vật lý như kiểu súng máy đấy. Cái này thì tăng thêm 200% điểm thủ của robot luôn. Mình cũng không hiểu là kẻ địch ưu tú này là con nhện hay là của mình nữa đấy. Thì nói chung là nó sẽ có những cái chuyển đổi đó. Còn về cái phần mà vũ khí sát thương năng lượng là vũ khí nào thì ở đây mình cho anh em xem một số là vũ khí, ví dụ với cái chỗ blind này đi đấy. Thì bất kỳ cái loại vũ khí nào anh em có thể xem nè, ở đây ở cái bên khu vực bên tay phải của mình, nó sẽ có một cái khu vực nó có cái biểu tượng là tăng sát thương màu vàng nhỏ ở thông số vũ khí ở bên dưới nè đấy. Kế bên nó là một cái biểu tượng hình cái tia sét năng lượng. Thì bất kỳ vũ khí nào có cái biểu tượng tia sét năng lượng giống như vậy thì là những cái vũ khí sẽ được tăng sức mạnh trong cái chế độ PvE mùa này. Thì mình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh em sẽ có được cái vũ khí năng lượng thôi đấy. Bây giờ mình sẽ đi đến cái yêu cầu của cái ải cửa 1 nha. Cửa 1 á thì để mà đạt được cái mức răng đồng, anh em phải kích hoạt được tàu mẹ một lần đấy. Được cái mức răng bạc thì anh em phải kích hoạt tàu mẹ được 3 lần. Được cái mức răng vàng thì anh em phải kích hoạt tàu mẹ được 6 lần đấy. Còn để mà được cái mức bạch kim ở cái cửa đầu á, anh em phải gây 3 triệu sát thương bằng Titan đấy. Còn cửa 2 á thì anh em phải là tiêu diệt hết tất cả 9 kẻ địch trong map thì anh em sẽ thắng trận, và nó không có quy định thời gian nha. Chỉ cần anh em tiêu diệt được 9 kẻ địch, đủ 9 kẻ địch thì anh em sẽ thắng cái trận đó thôi đấy. Rồi ok, bây giờ thì về cái phần tàu mẹ thì anh em nào có tàu mẹ level cao thì nạp nhanh, thì cái đó mình không nói. Còn về cái phần mà vũ khí hay là robot giúp nạp tàu mẹ nhanh á thì ở đây mình có một số loại vũ khí. Đầu tiên là cái bộ Puncher, thì cái bộ Puncher cho con Behemoth hoặc là anh em lắp cho con khác cũng được. Thì Puncher này sẽ giúp cho anh em nạp được tàu mẹ cực kỳ nhanh nha đấy. Một băng đạn thì anh em có thể là nạp được vài chục phần trăm đấy. Tiếp theo là con Serap thì cái vũ khí Fort Fields của nó, ok, Aberration của Serap á, thì khi anh em bay lên, anh em ráng anh em nhắm vào thiệt là nhiều mục tiêu á thì nó sẽ nạp tàu mẹ cực kỳ nhanh luôn anh em à. Đấy, cực kỳ nhanh luôn. Tiếp theo là cái bộ vũ khí laser, thì cái bộ vũ khí laser vô hạn này anh em thêm cái tay lái là giảm tăng cái thời gian
bắn lâu hơn, nó lâu bị nóng hơn á, thì anh em nạp tà mạng cũng khá là nhanh nha. Bộ laser cũng nhanh nha. Bộ rush thì bây giờ nó không có nhanh đâu, với lại là cái bộ rush nó không có thuộc lại vũ khí sát thương năng lượng nên mình không có sử dụng nha. Đấy, còn về phần titan thì mình xài con rút nha anh em. Đấy, nhưng mà anh em có thể xài một số titan khác cũng được, vì rút của mình level cũng không phải là quá cao đâu. Mình xài vũ khí ở đây anh em phải quan sát hả, một cái Pentaro, một cái Stellar Vision và một cái Cinder. Bởi vì Pentaro và Cinder là hai loại vũ khí cực kỳ bá ở trong cái PvE, và nhất là trong cái mùa này á, thì cái bộ vũ khí thuộc loại hút máu như kiểu Pentaro hay là Gargantua á, thì anh em xài full bộ vũ khí đó anh em có thể nạp tà mẹ siêu nhanh luôn. Đấy, bộ Pentaro hút máu này thì nó nạp được tà mẹ rất là nhanh nha. Đấy, thì xưởng đầu thì mình sử dụng nguyên cái đội hình chủ yếu là để nạp tà mẹ, còn cái xưởng còn lại á thì mình sẽ chơi nguyên cái đội hình mạnh. Bởi vì cái ải thứ 2 á thì nó sẽ thiên về là cận chiến solo với những cái con nhện cực kỳ mạnh, cực kỳ cho bò. Còn cái ải đầu thì chủ yếu là những cái con nhện nhỏ, và mục tiêu của anh em là chỉ là kích hoạt tà mẹ và cái sát thương là thắng rồi. Còn cái ải 2 yêu cầu là anh em phải tiêu diệt cái địch thì anh em mới có thể thắng được. Thì trong cái mùa PvE kỳ này á thì anh em nên sử dụng tất cả vũ khí là thuộc loại sát thương năng lượng hết nha. Đấy là cái loại vũ khí mà trong cái thông số nó có cái biểu tượng hình tia sét năng lượng nè. Đây mình vô mình xem chi tiết cho anh em xem nè. Đấy, thì bên tay đây, bên góc bên đây đây, phiên bản giới hạn bỏ này đây. Đấy, sát thương năng lượng nè, bắn bằng đạn năng lượng thì cái vũ khí đó sẽ được tăng 100% sau khi nào chúng ta vào PvE. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào luôn ngay cái màn cái map 5 luôn để mà mình review cho anh em xem coi trong cái map này sẽ có gì nha. Ok. Ok, thì ở cái cửa đầu tiên của cái ải thứ 5 chúng ta sẽ vào cái map Rome nha anh em. Đây, thì giờ vừa vào mình sẽ xuất cái con Behemoth. Thì trong lúc mình chơi á, anh em nếu như anh em nào mà chưa đến được cái ải thứ 5 á thì anh em có thể xem để anh em nhớ được cái trình tự spawn của những cái con nhện nha. Thì chúng ta nhớ được cái trình tự spawn cũng như là vị trí spawn và con nhện nào nó spawn ra ở vị trí nào, thì khi mà chúng ta nắm bắt được những cái điều đó thì chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được cái trận chiến hơn nha. Đấy, tình hình là tại vì Behemoth của mình là bộ bên sơ thì mới có 7 cấp 8 gì đó à, còn bộ laser thì chỉ mới level 1 cho nên bắn nó không có được lực cho lắm. Nếu anh em muốn mạnh á thì anh em lắp cho con Behemoth 4 bên sơ từ level 9 cho lên nha. Thì 4 ở bên sơ từ level 9 cho lên thì còn con Behemoth phải trao một tí cỡ 250.000 máu cho lên á thì anh em có thể chơi được. Đây, thì sau đây mình sẽ rank Behemoth, vì nó con này mình xài súng anh em có thể thấy á là mình xài vũ khí level khá là thấp, không có level cao nha anh em, có thể quan sát lúc nãy mình đã cho anh em xem rồi, chỉ cỡ đâu đó level không có vũ khí nào mk 3 hết nha, chỉ có tầm mk 2 trở xuống thôi. Đấy, cho nên mình mới nói là nó rất là dễ. Mình sẽ ráng nạp tầm mẹ nữa xem mình có kịp không nha. Đấy, nãy giờ thì mình đã kích được một lần rồi, bây giờ mình sẽ ráng nạp cái tàu mẹ thứ hai. Mình nghĩ chắc không nổi đâu anh em ơi, tại vì có con nhện nó xài bộ Storm nó bắn mình này. Đây, tiếp theo mình sẽ cho anh em xem là cái con Syrah này nó nạp tàu mẹ nhanh cỡ nào nha. Đây, Aberration nó giật một phát nạp tàu mẹ cực kỳ nhanh luôn anh em à. Nếu như anh em nào muốn mà nạp tàu mẹ siêu nhanh trong cái map này, anh em có thể xài đội hình 5 con Syrah level 10 trở lên là được. Đấy, thì 5 Syrah thôi, một con nạp được một tàu, thì 5 con là 5 tàu mẹ xuất con Titan ra là nạp thêm một tàu nữa là xong cái nhiệm vụ rồi. Đấy, rất là dễ dành cho anh em nào mà mở gương ra nhiều Syrah quá thì anh em có thể sử dụng Syrah để chơi cái ải này nha. Đấy, vì cái ải năm này nó yêu cầu tới 2 tầng thưởng cho nên là mình phải phân chia cái sức mạnh của đội hình sao cho mà mình có thể thắng được cái hai ải nha. Nếu chúng ta dồn lực lượng quá mạnh vào cái cửa đầu tiên thì cái cửa số 2 chúng ta sẽ không trụ nổi trước sức mạnh của những cái con boss. Hoặc nếu như cái cửa đầu tiên chúng ta không sử dụng quá nhiều boss mạnh mà chúng ta chỉ dồn hết chủ lực vào cái cửa số 2 thì có thể là chúng ta sẽ thua ngay ở cái cửa đầu tiên. Cho nên là chúng ta phải chia đều ra robot nào, vũ khí nào hồi nạp tàu mẹ nhanh hơn. Đấy, thì mình sẽ cho vào cái xưởng để mà chiến đấu ở ải 1. Còn robot nào mà nó
nạp tàu mẹ nhanh hoặc chậm không quan trọng, mà quan trọng là lực bắn nó mạnh á, thì mình sẽ đưa nó vào cái A2 để mình lên chiến cỏ A2. Còn nếu anh em nào mà thắc mắc ở A2 có cái gì á, thì một tí nữa mình sẽ cho anh em xem. Đấy, thì pha này mình đã nạp được 2 titan rồi, cho nên mình sẽ xuất con rút ra. Đấy, như những gì anh em đã thấy thì con rút này mình không quan tâm mấy tới cái con rút này đâu, chủ yếu là cái vũ khí của nó. Thì vũ khí mình sử dụng là một khẩu Pentarol level 1, một cái Olomcinder level 1 và một cái Stellar Version level 16. Thì anh em cũng có thấy được cái cấp độ vũ khí của mình á, nó chỉ ở cái mức là yếu, chứ giống như kiểu là newbie thôi, chứ nó không phải là quá mạnh nha anh em. Đấy, thì cái cấp độ vũ khí này anh em chỉ cần là anh em sở hữu, anh em không cần nâng cũng được. Chủ yếu là mình cần gấp titan nó phải mạnh anh em ạ. Cái con sử dụng vũ khí nó phải trâu để mà vũ khí đủ sức để bắn nhiều sát thương cũng như là nạp được cái tàu mẹ thì chúng ta mới thắng được cái trận nha. Đấy, thì mình chia đều ra một khẩu Cinder là để gây sát thương diện rộng, để mà tất cả cái địch nó áp sát tới mình thì mình sẽ gây sát thương cho tất cả. Còn cái khẩu Pentarol thì là tấn công ra mục tiêu, và trong số đó thì nó sẽ có một cái lượng nhỏ sát thương gây ra là chuyển hóa thành lượng độ bền để mà nạp lại máu cho mình nha. Đấy, còn cái cây Virion này chủ yếu là mình sóc đam, mình gây sát thương cao đến những cái con nhện bự bự một tí, nhện bự tầm trung nha, những cái con ní ní như kiểu mấy cái con mà có cái vòng tròn xung quanh hay là bắn axit á, thì hai khẩu Pentarol với Cinder của mình đã lo được. Còn cái con bự bự như kiểu bắn tên lửa tầm xa hay là những con có lắp khẩu súng á, thì mình phải sử dụng cái khẩu vơi dòng để mình tấn công nha. Đây, mình thích xài rút là tại vì rút nó có khả năng sửa chữa đồ bền dựa vào cái khiên. Ok, thì mình đã hoàn thành được cái ải này rồi. Nếu như anh em nào mà không muốn xài rút á, thì anh em có thể xài con Luchador hoặc là Minos Free, cho Free cũng được nữa, mà có cái này phải nâng nó lên level từ 7-80 cho lên á thì nó mới mạnh nổi nha. Minos thì cũng rất là bá nha. Ok, thì trận chiến đã kết thúc và mình sẽ qua cái ải cửa tiếp theo nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhanh đến cái cửa thứ hai của ải 5 luôn, để xem rằng là cái ải 5 này ở cái cửa 2 nó có cái độ khó như thế nào, cũng như là chúng ta có gặp cái con Bison trong cái ải này hay không nha. Đấy, thì vừa vào mình sẽ sử dụng có Sigma cùng với ba khẩu Sinister Missile. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là một cái con robot nhện trao bòi với một cái Ansel và cái khẩu hai khẩu Glory. Thì mình xài robot mo vì full bộ lock down là vì cái những cái con trong cái map này nè đa số đều là cận chiến và gây sát thương ở tầm gần, cho nên là mình phải khóa chân nó lại để mà nó không tiếp cận được mình. Những cái con nhện này mà nó tiếp cận được chúng ta thì chúng ta sẽ dễ bị tụi nó sốc đam lắm. Đấy, một con nhện bộ lockdown, một con là bộ phóng xạ, một con là bộ rust. Mình đang thấy nó xài hai khẩu rust này. Đấy, mình đã tiêu diệt được cái con này rồi. Ở đây thì cái con hồi nãy nó xài khẩu Corona chứ không phải là Glory nha, vì cái con này nó lắp hai khe hẹn chung. Đây, tiếp theo là cái con xài bộ sốc trên nổ. Thì mình đánh giá thì mình cũng không biết tại sao mà mình cảm thấy là cái con nhện xài sốc trên nổ nó bắn rét thật luôn ấy anh em ạ. Mặc dù ở tầm rất là xa nhưng mà nó bắn rất là rét, nhưng mà không sao, vì là mình có cái vũ khí lockdown kèm theo đó là drone lockdown đến từ cái con robot mo này, thì mình có thể tiêu diệt dễ dàng. Đấy, anh em nào mà muốn thắng cái ải này á, thì anh em nên sử dụng, đầu tiên là anh em nên sử dụng những con chủ lực của anh em trong cái màn này. Còn cái ải đầu á, cái ải mà cửa thứ nhất á, thì anh em chỉ nên xài những con robot này nào tầm mẹ nhanh thôi. Chủ yếu là chúng ta dồn chủ lực vào cái ải thứ hai này. Đấy, còn về phần mà vũ khí thì anh em nên sử dụng những vũ khí nào mà gây sát thương năng lượng. Đấy, thì cái đó mình đã đề cập ở đầu video rồi. Còn về cái chất robot thì anh em nên sử dụng robot nào nó có hệ thống phòng thủ an toàn, hoặc là nó có một cái độ linh hoạt nhất định, chạy nhanh nhất định. Bởi vì những con nhện trong đây nó chạy rất là nhanh, kèm theo đó là nó dễ dàng áp sát được anh em, cho nên anh em phải tăng cái độ linh hoạt của anh em lên. Đấy, ở đây thì mình cảm thấy là sử dụng robot mo chơi rất là dễ luôn. Đấy, mo nó linh hoạt, kèm theo đó là mình sử dụng drone lockdown và vũ khí lockdown giúp cho mình khóa chân cái con nhện đó trong một nút nhạc luôn. Đấy, rất là dễ dàng và mình đã lên được cái mức vàng rồi đây.
đấy, chỉ còn chúng ta tiêu diệt thêm một vài rồi con nhện nữa thôi thì chúng ta sẽ đạt được cái mức kim cương, và mình cảm thấy là nó quá dễ. Bởi vì sao? Bởi vì cái con mo này của mình, bộ khí này thì chỉ mới ở mà có hai thôi, mà một con mình đã chắc gần hết cái map rồi đấy. Cho nên anh em nào xài nguyên xưởng, ít nhất thì một xưởng robot ở level 9, vũ khí ở level 9 thì ít nhất là 5 con anh em cũng thể chắc được nguyên map này đấy. Mình anh em chỉ cần là anh em không phải là chỉ cần chất robot thôi, mà anh em còn phải chiến thuật nữa. Này mà anh em phải nắc ở những cái góc độ nào đó, mà ví dụ đang có 3 con nhện trong map đi, anh em nắc ở góc đó thì chỉ có một con anh em nó có thể tấn công anh em thôi, hai con còn lại thì nó đã bị khuất bóng rồi đấy. Để mà anh em giảm tối thiểu cái lượng sát thương đến cho anh em nha. Đấy thì trong pha này mình đã bị cái con nhện sử dụng bộ dust nó đánh bại, và mình sẽ xuất cái con Indoserap ra và hai khẩu Stellar Prisma để mà mình có thể cấu nó nha. Đây rồi, nó bắn khá là đau nha, nhưng mà anh em cũng đừng có xem thường nha. Anh em thấy là không hề có cái mô đun hoạt động để mà mình kích hoạt. Bởi vì sao? Bởi vì con Serap này chỉ mới level 1 thôi chứ sao nữa. Đấy, mình chỉ game mình cấu nó một khoảng thôi, và mình biết là mình thừa sức thắng rồi. Mình sẽ xuất cái con Ravana ra với full bộ loa. Thì Ravana với full bộ loa này mình nghĩ chắc mình thấy nó cỡ 5-6 giây là nó đi ngay. Đấy, thì đây là chính là cái con nhện cuối cùng mà mình còn phải tiêu diệt để đạt được cái mức kim cương. Đấy, cái mức bạch kim chứ. Đấy, thì ok, đó, nó quá đơn giản và như thế thôi. Chỉ với hai ải như thế thôi. Đấy, thì mình đã đạt được cái mức độ bạch kim và đủ điều kiện để nhận được cây Ultimate Bunsa. Rồi, đấy, thì mình nghĩ á, thì từ A1 cho tới A4 á, anh em chỉ cần anh em vượt qua thôi, anh em không cần phải là được bạch kim đâu. Thì anh em chỉ cần được bạch kim ở ải cuối thôi. Mà nếu như là để vượt qua được ải á, thì anh em có thể dễ dàng vượt qua ải 4 ở cái mức răng đồng hoặc là mức răng bạc mà. Đấy, nó rất là dễ luôn, nó đâu phải là yêu cầu anh em phải được bạch kim đâu. Đấy, chú ý là bạch kim ở ải cuối thôi nha. Đấy, thì sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video tại của mình. Nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Đấy, còn bây giờ thì mình tạm biệt tất cả anh em.